Câu chuyện hai con chó. Hôm bữa ba tôi ổng kể tôi nghe một câu chuyện về con chó. Ổng kể với tôi là có cái ông kia là dân chơi nổi tiếng ở trong cái vùng đó. Ổng có nuôi một con chó Pitbull, mà cái dòng chó này nó còn lai con chó gì mà ngao Tây Tạng nữa. Chó Pitbull thì mọi người biết rồi, nó là cái dòng chó hung dữ nhất trên thế giới. Còn con ngao Tây Tạng thì tướng như con trâu, mà con đó thì cũng nổi tiếng là cái độ dẻo dai và hung dữ. Cho nên cái con chó của ông đó là vô địch thiên hạ rồi. Đi tới đâu là mấy con chó khác chạy cống đuôi hết trơn, không con nào dám lại gần. Rồi cái mọi người biết không, bữa đó trên đường gặp cái ông kia cũng bình thường, dắt một con chó đi ngang, mà con chó này nó ngộ dữ lắm. Cái con chó này ốm nhơm ốm nhách mà nó chùi lủi lông, mà nó không có cọng lông nào hết trơn á, nhìn nó kỳ cục dữ lắm, mà nó cũng bự con nha. Mà con chó này nó lại dám lại gần con chó Pitbull của ông kia, cho nên ông kia ổng nói: "Ê anh trai, tôi thấy con chó của ông cũng gan dạ đó, bây giờ tôi với ông cho hai con chó cắn lộn nè. Bây giờ tôi với ông bỏ hai con cắn tay đôi, con nào thua chung $1,000 chơi không?" Rồi cái ông mà dẫn con chó chùi lông á mọi người, ổng nói: "Thôi con chó của tôi nó chê, nó không cắn con chó của ông đâu." Cái ông chủ con chó Pitbull ổng nóng lên, ổng nói: "À cái ông nội này ổng láo." Cái ổng quyết tâm cho con chó, ổng cắn chết con chó của ông này. Cho nên ổng nói: "Giờ $10,000 chơi ông, cắn một cái quyết định, con nào chạy trước con đó thua." Rồi cái ông kia đứng giờ một hồi lâu, ổng quyết định rồi chơi thì chơi. Cái khúc này mới cao trào hấp dẫn này mọi người. Hai người cầm con chó ra nhử chân nhử gà vậy đó. Ông này ôm con chó Pitbull lại, con chó nhào nhào tới gừ gừ gừ. Con chó kia im gu không nói tiếng nào. Ý lộn, chó phải người ta đâu nói chuyện. Rồi cái mọi người biết sao không? Hai ông vừa thả chó ra, hai con nhào vô, con chó chùi lông cắn chó kia ngay cần cổ cạch chết ngắt. Lúc này ông kia ôm con chó tức quá trời, không tin vào mắt mình, con chó mình như vậy mà lại thua con chó chuỗi lông. Ổng mới móc tiền, ông hỏi ông kia: "Tôi hỏi thiệt anh, cái con chó anh là cái giống gì mà nó ghê dữ vậy?" Cái ông này ổng mới nói: "Hồi nãy tôi nói anh ông gọi đừng có chơi, cái con chó tôi hồi trước á, lúc mà nó chưa rụng lông người ta kêu với nó là con sư tử." Bởi vậy qua câu chuyện này mọi người thấy không, mấy con sư tử mà nó rụng lông mà nó về giường thấy ghê lắm, đừng đụng nó. Nó im im vậy đó chứ mà đụng vô nó cắn chết. Ba tôi ổng mới nói trong cuộc sống cũng vậy, thấy người ta hiền hiền đừng ăn hiếp ngang coi chừng chết nào ổng hay. Mấy cái thằng mà im im lầm lầm lì lì mấy đó mới sợ chứ mấy thằng mà bu lô bu la đừng sợ mấy đó. Nói với mấy anh chứ y chang con vợ ở nhà vậy đó, lầm lầm lì lì với mấy anh đừng đụng nha, đụng có bữa nó quay lại cắn chết đó. Mấy ông mà lỡ cứ đi uống bia ôm hay là quen con nhỏ nào ngoài giấu kỹ kỹ nha, nó im im gì chứ nó biết hết trơn đó. Cái kiểu như là tao biết nhưng mà tao để thứ coi mày làm cái gì. Nếu mà mấy bả đã nắm bằng chứng rõ ràng trong tay thì vào một ngày đẹp trời nào đó thì đồ đạc của chúng ta sẽ nằm trước cửa nhà. Bởi vậy mấy ông thấy con nào mà chuỗi lông đừng có đụng vô nha, đụng vô xui dữ lắm.